Willy Wu trên Twitter đã chia sẻ một cách nhìn rất là thú vị liên quan tới All Coins mà Thuận muốn đem đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Willy Wu thì có thể là nhiều bạn cũng đã biết là một nhà phân tích crypto rất là nổi tiếng thông qua những tài liệu ở trên mạng lưới blockchain. Những biểu đồ như là các bạn thấy là biểu đồ Bitcoin NVT Ratio hay là tỷ số NVT của Bitcoin. Chúng ta cũng đã nói tới khá nhiều những biểu đồ này ở trên channel Thuận Capital. Nhưng mà trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ nói tới All Coins và hiện bây giờ trên thị trường là các bạn thấy là dựa theo coin market cap có tổng cộng là 4.986 all coins và 4.986 all coin này có thể đã được liệt vào bốn dạng all coin như là all coin nền tảng protocol coins thì những all coin nền tảng như là đồng EOS, Ethereum, Cardano, cái đó là utility tokens những token tiện ích là những token mà các bạn có thể sử dụng trên các ứng dụng phi tập trung security tokens những token chứng khoán và cuối cùng là Non-Fungible Tokens, những token sưu tầm. Như là khi chúng ta nói tới ứng dụng chơi mèo điện tử CryptoKitty thì mỗi con mèo đều khác nhau. Cho nên tuy là cùng một mạng lưới nhưng mà mỗi token đều có cái tính chất khác nhau. Đó chính là Non-Fungible Token, token sưu tầm. Nhưng mà thật ra đối với một nhà đầu tư thì khi chúng ta nói tới đầu tư altcoin thì chỉ có hai loại altcoin và Willy Wu đã chia sẻ và hai loại altcoin đó thứ nhất là oscillators hay còn gọi là altcoin dao động và thứ nhì là degenerators hay còn gọi là altcoin thoái hóa và Willy Wu nghĩ là nếu như các bạn muốn đầu tư altcoin thì các bạn cần phải hiểu được hai loại altcoin này Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Đây có thể là video cuối cùng của năm 2019 cho nên trước hết thì chúc các bạn Happy New Year Và thứ nhì trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư trở lại với hai loại altcoin mà được nói tới bởi Willy Wu oscillators altcoin dao động và degenerators altcoin thái hóa thì cũng rất dễ hiểu trước hết chúng ta hãy nói tới degenerators altcoin thái hóa là như thế nào thì altcoin thái hóa là một cái loại altcoin mà có cái biểu đồ rất là tương tự như là cái biểu đồ này đây là biểu đồ giá của một altcoin tính theo Satoshi như là tính theo giá trị của Bitcoin chứ không phải là tính theo giá trị của đô la thì một all coin thuộc dạng degenerator thuộc dạng thái hóa thì giá cả sẽ bắt đầu cao nhưng mà thời gian trôi qua thì giá cả chỉ có một xu hướng đó chính là đi xuống khi mà chúng ta so sánh với lại giá trị của Bitcoin cũng đồng nghĩa là nếu như mà một người đầu tư thì khi nhìn vào biểu đồ này rất là rõ ràng là nếu các bạn chủ yếu là muốn có lời thì chỉ cần mua Bitcoin là các bạn có thể có lời khi mà chúng ta đem so sánh Bitcoin với một altcoin thái hóa. Cái loại altcoin thứ nhì mà Willy Wu nói tới đó chính là oscillators hay là altcoin dao động. Thì đây là một biểu đồ cũng tính theo Satoshi, tính theo giá trị của Bitcoin. Thì các bạn thấy là một cái altcoin mà mang tính chất dao động thì sẽ dao động xoay quanh cái giá trị của Bitcoin. Có nghĩa là có một thời gian có thể là giá trị của altcoin đó tính theo Satoshi là được tăng lên nhưng mà cũng có một thời gian là giá trị bị đi xuống. Nhưng mà trong thời gian dài giá trị vẫn xoay quanh giá trị của Bitcoin. Có nghĩa là đầu tư vào một cái loại altcoin này các bạn vẫn có cơ hội có lợi khi mà quy ra giá trị BTC. Thì Willy Woo đã phân tích 2412 đồng tổng cộng thì các bạn nghĩ là phần lớn các altcoin này là thuộc dạng nào? thuộc dạng oscillator thuộc dạng dao động hay là thuộc dạng thái hóa degenerators nếu các bạn đoán là phần lớn những cái altcoin là thuộc cái dạng degenerator thuộc dạng thoái hóa có nghĩa là giá trị so với lại bitcoin chỉ đi xuống theo thời gian thì các bạn đã đoán đúng phần lớn cái altcoin là nằm ở trong cái dạng này chỉ có một số nhỏ altcoin là nằm ở trong cái dạng dao động Trước hết chúng ta hãy nói tới cái đồng mà chúng ta đang nhìn trên màn hình Đây thực sự là cái biểu đồ của đồng Namecoin tính theo giá trị satoshi thì có thể là nhiều bạn chưa hề nghe nói tới namecoin. Tại vì bây giờ các bạn thấy là những đồng lớn, các bạn không thấy có cái tên đồng namecoin. Nhưng mà nếu chúng ta trở lại thời gian, trở lại năm 2014, tháng 1 năm 2014 thì các bạn sẽ thấy là namecoin. Thời điểm đó là một đồng mà được đánh giá rất có tiềm năng, đứng hàng thứ 8 như là đứng trong cái top 10 không những là đồng nem coin mà các bạn thấy là năm 2014 thì lúc đó có rất nhiều đồng được đánh giá có tiềm năng nhưng mà bây giờ các bạn lại không thấy có trong cái danh sách những đồng lớn hiện tại như là các bạn thấy đồng Peer coin, đồng next, đồng mastercoin, Quark, proto share, worldcoin, mega coin cho nên Willy Woo cho là phần lớn các altcoin đều nằm trong cái dạng thoái hóa khi mà ra đời thì được đánh giá rất cao nhưng mà giá lại đi xuống theo thời gian trở lại với danh sách của những đồng hồi tháng 1 năm 2014 thì các bạn thấy là có một số đồng hiện bây giờ vẫn nằm trong danh sách các đồng lớn hiện tại như là đồng Ripple, đồng Litecoin, đồng Dogecoin. Thì thật ra đây là những cái ví dụ của cái nhóm thứ nhì mà chúng ta sẽ nói tới đó chính là cái nhóm Oscillator hay là những đồng mà dao động nghĩa là những cái đồng này là những đồng mà dao động theo giá trị của Bitcoin Vẫn tiếp tục theo đuổi kịp Bitcoin Bitcoin đi lên thì những đồng này đi lên theo Bitcoin đi xuống thì những đồng này đi xuống theo Và vẫn tiếp tục như vậy bao nhiêu năm qua Và giá trị vẫn xoay quanh giá trị của Bitcoin Và thật ra trên màn hình của bạn Đây là ba biểu đồ Biểu đồ màu xanh dương Đó chính là biểu đồ của đồng Litecoin Kế tiếp là biểu đồ màu xanh lá cây Là biểu đồ của đồng Dogecoin Và biểu đồ màu cam này đó chính là biểu đồ của đồng XOM, đồng Stellar. Các bạn thấy là từ năm 2014 cho tới bây giờ giá thì vẫn stay quanh một mức ấn định tính theo Satoshi Và Willy Woo thông qua những tài liệu này để đưa ra một số kết luận Đầu tiên là các bạn là một nhà đầu tư altcoin thì các bạn phải biết được là các bạn đang đầu tư vào một đồng thái hóa Degenerators hay là một đồng dao động Oscillators Đồng thái hóa Degenerators là những đồng mà không tốt các bạn không nên lưu trữ lâu dài Tại vì giá sẽ đi xuống so với giá của Bitcoin cho nên nếu bạn là một nhà đầu tư thì bạn giữ Bitcoin vẫn có lợi hơn và kế đó là những cái đồng mà thuộc dạng oscillator thuộc cái dạng dao động thì đây là những đồng rất tốt để các bạn có thể trade để kiếm thêm Bitcoin và những đồng mà thuộc dạng oscillator thuộc dạng dao động thì khi mà Bitcoin tăng trong đợt kế tiếp thì rất có khả năng cao là những đồng này sẽ đi theo giá của Bitcoin. Nhưng mà ngược lại, những đồng mà thuộc dạng thoái hóa thì khả năng sẽ thấp hơn rất nhiều. Thế có thể là nhiều bạn muốn biết là làm sao chúng ta mới phân biệt được một altcoin là thuộc dạng thoái hóa hay là thuộc dạng dao động. Thì dựa theo Willy Woo, một đồng mà muốn liệt vào cái dạng oscillator thuộc dạng dao động thì một đồng đó là ít nhất phải có lịch sử giá hơn một chu kỳ của Bitcoin. Có nghĩa là một chu kỳ Bitcoin là khoảng 4 năm thì một đồng ít nhất là phải có 4 năm lịch sử giá đi theo giá trị của Bitcoin tính theo Satoshi Đương nhiên một đồng nào mà đi theo Bitcoin càng lâu mà vẫn giữ được giá Satoshi thì càng tốt như là đồng Litecoin ra đời từ năm 2011 và những đồng như là XOM, Dogecoin đã có mặt từ năm 2014, năm 2015. Và điều quan trọng ở đây là chúng ta nói tới giá chứ không phải là nói tới là đồng đó có tiềm năng hay là không, đồng đó có tốt hay là không. Như là chúng ta nói tới những đồng mà có thể là trước đây nhiều người cho là có tiềm năng như là đồng Namcoin, nhưng mà các bạn thấy là từ năm 2014 cho tới bây giờ thì giá cả của Namcoin liên tục đi xuống khi chúng ta tính theo giá của Bitcoin, tính theo Satoshi, cho nên nó bị liệt vào cái dạng thoái hóa. Ngược lại, một đồng các bạn có thể nghĩ là không có tiềm năng, thậm chí là bây giờ là không có mấy ai đang phát triển đồng đó, nhưng mà vẫn có thể được liệt vào cái dạng oscillator, dạng dao động. Một trong những ví dụ đó chính là đồng Dogecoin. Trong Dogecoin hầu như là hiện bây giờ là không mấy ai đang phát triển và cũng không có nhiều người quan tâm tới sự phát triển của đồng Dogecoin. Trong Dogecoin nhiều người có biết là trước đây người ta tạo đồng này giống như là một cái meme, cũng giống như là một trò đùa nhưng cuối cùng đồng này vẫn tiếp tục sống sót cho tới ngày hôm nay. Và đặc biệt hơn là đồng Dogecoin vẫn tiếp tục dao động xoay quanh giá trị ổn định của Satoshi. Lý do là không phải là đồng Dogecoin là một đồng tốt. Đơn giản hơn là đồng Dogecoin được một cái hiệu ứng gọi là hiệu ứng Lindy. Đây là một cái hiệu ứng kinh tế. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là đồng Dogecoin là một đồng đã ra đời nhiều năm và đồng này hầu như là có mặt trên rất nhiều sàn và cũng có rất nhiều ví hỗ trợ đồng Dogecoin cho nên đồng Dogecoin có tính thanh khoản rất là cao và vì lý do đó nhiều người vẫn tiếp tục giữ và giao dịch Dogecoin chứ không phải là nhiều người nghĩ đồng Dogecoin là có tiềm năng. Nhìn vào một đồng khác nữa, đây chính là đồng Decred, đồng DCR tính theo giá trị của BTC thì câu hỏi bây giờ là nếu các bạn nhìn vào cái đồng này thì các bạn nghĩ là đây là một đồng thuộc dạng thoái hóa hay là đây là một đồng thuộc cái dạng dao động oscillators thì câu trả lời là chúng ta bây giờ chưa biết lý do là tại vì đồng này các bạn thấy là chỉ mới bắt đầu có tài liệu giao dịch từ năm 2016 cho nên chúng ta vẫn chưa có được cái giá trị ít nhất là một chu kỳ của Bitcoin một chu kỳ Bitcoin là 4 năm cho nên bây giờ vẫn còn quá sớm để các bạn có thể biết được là đồng này là một đồng thuộc dạng nào và khi mà chúng ta nhìn vào những cái đồng trên thị trường hiện tại thì có thể nhiều bạn rất cũng biết là đồng Ethereum là thuộc dạng nào, thuộc dạng thái hóa hay là dạng dao động hay là đồng EOS hay là đồng Cardano, đồng Tron thì câu trả lời là vẫn còn quá sớm để biết được những đồng này là thuộc dạng nào tại vì những đồng này chỉ mới ra đời trong thời gian gần đây cho nên chưa có hoàn tất một chu kỳ của Bitcoin cho nên chúng ta vẫn chưa biết được là giá trị của một đồng này sau một chu kỳ của Bitcoin có thể tiếp tục giữ giá trị của Satoshi hay là không và đây là những gì mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thùng hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nếu mà nào mà có hứng thú muốn giao dịch Margin thì các bạn có thể tham gia sàn NAPX. Nếu như các bạn sử dụng cái link Refer ở phía dưới video này thì các bạn có thể điền đơn để được vào nhóm hỗ trợ và được nhận những tín hiệu trade miễn phí tuy nhiên giao dịch margin các bạn có thể long các bạn có thể short cơ hội lợi nhuận cao nhưng mà rủi ro cũng rất cao các bạn cần phải hiểu về trading trước khi mà tham gia vào chơi margin và trên màn hình của các bạn cũng sẽ có link của các video thường làm liên quan tới sàn NAPX hay là các bạn muốn giao dịch altcoin thì các bạn có thể sử dụng link refer ở phía dưới video này link refer của thuận capital thì khi các bạn giao dịch ở sàn binance thì các bạn sẽ được giảm 10% phí giao dịch sàn sẽ tự động trả tiền lại trong chuyên mục của các bạn nếu các bạn sử dụng link của Thuận Capital ở phía dưới video này. Và các video của Thuận ngoại trừ là có đăng ở trên YouTube, các bạn cũng có thể theo dõi Thuận ở library.tv. Link cũng sẽ nằm ở phía dưới video này. Đây là một nền tảng phi tập trung mà Thuận upload những cái video. Và nếu các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này, thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Happy New Year.